Sáng nay, xã Phụng Công, huyện Văn Giang đã tổ chức lễ đón bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Đến dự buổi lễ có đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại buổi lễ, đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tặng hoa chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Phụng Công. Trong 10 năm qua, xã Phụng Công đã huy động kinh phí thực hiện xây dựng nông thôn mới gần 500 tỷ đồng. Năm 2015, sau khi được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, xã Phụng Công đã không ngừng nâng cao và phát triển các tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới. Năm 2019, xã Phụng Công được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao là xã có truyền thống trồng hoa cây cảnh lâu đời. Phụng Công đã làm tốt công tác quy hoạch giao thông, thủy lợi nội đồng, hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, tạo điều kiện đưa cơ giới hóa và phục vụ sản xuất. Năm 2018, làng nghề hoa cây cảnh của xã Phụng Công đã được công nhận là làng nghề hoa cây cảnh truyền thống. Doanh thu từ làng nghề năm 2021 ước đạt 480 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người ước đạt 75 triệu đồng một năm. Hiện nay Phụng Công vẫn giữ lại trên 7 ha ao hồ để tạo cảnh quan môi trường, đã hoàn thành xử lý nước thải khu dân sinh giai đoạn 1. Đời sống văn hóa của người dân ngày càng nâng lên, nhiều giá trị văn hóa truyền thống của quê hương được phát huy. Với những kết quả đã đạt được năm 2022, xã Phụng Công đã được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ký quyết định công nhận xã đạt danh hiệu nông thôn mới kiểu mẫu năm 2021. Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng ban chỉ đạo thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Hưng Yên đã trao quyết định bằng công nhận xã nông thôn mới kiểu mẫu cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Phụng Công. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh biểu dương và chúc mừng những kết quả trong quá trình xây dựng nông thôn mới của xã Phụng Công. Đồng chí mong rằng trong thời gian tới xã tiếp tục nâng cao các tiêu chí để từ nông thôn mới kiểu mẫu sang xây dựng đô thị văn minh, đầu tư xây dựng hệ thống giao thông nội đồng, thủy lợi để phục vụ sản xuất và lưu thông hàng hóa, đẩy mạnh phát triển các hợp tác xã, tổ hợp tác, các doanh nghiệp từ chính các cơ sở, các hộ sản xuất trên địa bàn, xây dựng các mối liên kết, xây dựng thương hiệu, tiếp tục quảng bá, giới thiệu sản phẩm hoa cây cảnh, áp dụng công nghệ cao vào sản xuất, gắn với thị trường, bảo vệ cảnh quan môi trường, kể cả môi trường trong khu dân cư và môi trường đồng ruộng, đảm bảo công tác an ninh trật tự và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.